mời quý vị lắng nghe lời Chúa thứ hai tuần thứ 32 mùa thường niên, ngày 11 tháng 11 năm 2024. Bài suy niệm của nữ tu Maria Nguyễn Ngọc Ánh Linh, nhóm chị em Phương Sa, dòng nữ Đa Minh Gò Vấp. Tin mừng theo Thánh Luca, chương 17, câu 1 đến câu 6. Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã. Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng. Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó. Nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến 7 lần, rồi 7 lần trở lại nói với anh: tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó. Các tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con. Chúa đáp: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này hãy bật rễ lên xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em. Tục ngữ Việt Nam có câu: đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Nhưng thực tế, không phải ai chạy lại cũng được đón nhận. Lý do là vì chúng ta hay đặt ra các điều kiện để quyết định ai đó có nhận được sự tha thứ hay không. Thường thì khi bị tổn thương càng sâu, chúng ta càng khó tha thứ cho người khác. Vậy mà Chúa muốn chúng ta tha thứ vô điều kiện, không giới hạn. Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến 7 lần, rồi 7 lần trở lại nói với anh: tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó. Đây là một đòi hỏi không hề đơn giản. Bởi sau những tổn thương, người ta có xu hướng khép mình lại. Có khi chúng ta chặn những người đã từng làm ta đau khổ, ngay cả cơ hội để người đó có thể xin lỗi hay sửa đổi cũng không có. Khá hơn một chút, chúng ta sẽ tha thứ cho một người chỉ khi người đó đáp ứng những điều kiện nhất định nào đó. Tất cả những lối suy nghĩ này khiến chúng ta không dám hoặc không muốn tha thứ cho người khác. Như một cách tự vệ, chúng ta muốn tránh xa những gì làm mình đau khổ. Suy cho cùng, chúng ta chỉ nghĩ đến bản thân, mà càng nghĩ đến mình, càng khiến ta mệt mỏi và nặng nề, bởi nút thắt không bao giờ được tháo gỡ nếu như chúng ta không bỏ qua cho nhau để cùng bước tiếp. Là người Công giáo, chúng ta được vinh dự làm con Thiên Chúa và là anh chị em với nhau. Trên hành trình về quê trời, không thể tránh khỏi những va chạm khiến chúng ta chảy xước và đau đớn. Dẫu sự va chạm hay xúc phạm kia chỉ là vô tình hay hữu ý, cho dẫu lời nói tôi hối hận kia có thể hiện sự thành tâm hay không, chúng ta vẫn phải tha thứ cho anh chị em mình. Mẹ Teresa Calcutta từng nói: tôi đã tìm ra một nghịch lý, rằng nếu bạn yêu cho đến khi đau đớn, sẽ không thể có thêm đau đớn, chỉ có thêm tình yêu. Thiên Chúa rất kiên nhẫn và yêu thương, hết lần này đến lần khác, tha thứ và chữa lành chúng ta nơi bí tích hòa giải. Chúng ta ít nhiều cũng cảm được rõ ràng sự nhẹ nhõm và tươi mới khi bước ra tòa giải tội. Trong tâm tình biết ơn, chúng ta cũng được mời gọi nên giống Chúa khi đối xử với anh chị em, để hạ mình xuống nói: tôi hối hận. Người anh chị em của chúng ta đã phải cố gắng rất nhiều, khiêm nhường rất nhiều và can đảm rất nhiều. Thế thì tại sao chúng ta lại từ chối họ? Lạy Chúa, chính Ngài đã làm gương cho chúng con.
khi tha thứ cho một người phụ nữ ngoại tình, cho gia kêu người thu thuế, cho người trộm lành trên thập giá, và cho chính mỗi người chúng con. Thế mà, nhiều lúc chúng con lại chẳng thể tha thứ cho chính mình và cho nhau. Từ đó, dẫn đến sự tan vỡ các mối quan hệ trong gia đình, cộng đoàn và xã hội. Xin Chúa thêm sức để chúng con chiến đấu mỗi ngày, cho dù bản thân còn nhiều yếu đuối. Xin dạy chúng con biết yêu như Chúa, để sẵn lòng tha thứ cho chính mình và cho anh chị em. Amen. Yêu thương và tha thứ cho những ai xúc phạm đến con. Yêu thương và tha thứ như Chúa đã thứ tha tội con. Xin cho con mở rộng một trái tim luôn biết yêu thương, để lòng tràn niềm vui, tháng năm được sống trong bình an. Yêu thương và thứ tha như Chúa đã yêu thương chúng ta, chết nhục hình treo trên thập giá, bao ngàn năm tình luôn thiết tha. Sẵn lòng tha thứ cho nhau để tình thương luôn mãi đẹp màu. Xin ơn trời soi sáng và giúp con có lòng xót thương. Xin cho tình yêu Chúa luôn thắp sáng mãi trong hồn con, cho con yêu mọi người và xót thương như Chúa thương con, để tình người nở hoa trong tâm hồn chứa chan niềm vui. Yêu thương và thứ tha như Chúa đã yêu thương chúng ta, chết nhục hình treo trên thập giá, bao ngàn năm tình luôn thiết tha. Sẵn lòng tha thứ cho nhau.